Thi Thiên 33. Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người nghe thẳng. Hãy dùng đàn lia mà cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đàn hạt 10 giây mà ca ngợi Ngài. Hãy hát cho Ngài một bài ca mới và tấu khúc du dương hòa với tiếng reo mừng. Vì lời Đức Giê-hô-va là nghe thẳng, và mọi việc Ngài làm bày tỏ sự thành tín. Ngài yêu sự công chính và điều chánh trực. Khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va. Tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thu tất cả nước biển lại thành đống và chứa nước sâu trong kho. Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài. Vì Ngài phán thì mọi sự liền có, Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền. Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân. Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, tư tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng. Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống, Ngài nhìn thấy tất cả con cái loài người. Từ ngai Chúa ngự, Ngài nhìn xuống, Ngài xem xét mọi người ở thế gian. Ngài nắn nên lòng của mọi người và xem xét mọi việc làm của họ. Chẳng có vua nào nhờ binh đông mà được giải cứu, không có dũng sĩ nào bởi sức mạnh phi thường mà được thoát thân. Nhờ ngựa để được cứu là vô ích, uy lực của nó cũng chẳng cứu được ai. Kìa, con mắt của Đức Giê-hô-va đối xem những người kính sợ Ngài và những người hy vọng nơi lòng nhân từ Ngài, để cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trong đợi Đức Giê-hô-va. Ngài là nguồn tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin sự nhân từ Ngài tuôn đổ trên chúng con, đúng như chúng con hy vọng nơi Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5. Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm thì không cần phải viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói hòa bình và an ninh, thì sự hủy diệt bất thần ập đến như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi. Nhưng thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối. Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ. Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ sai thì sai ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ. Mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hy vọng về sự cứu rỗi làm mão trận. Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thành nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài. Vậy anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm. Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. Hãy cẩn trọng, đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn tìm dịp làm tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy, mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.
Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ quang lâm, đấng đã kêu gọi anh em là thành tín. Chính Ngài sẽ làm việc đó. Thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh. Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em hãy đọc thư này cho tất cả anh em được nghe. Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Ê-sai đoạn 19. Lời tiên tri về Ai Cập. Này, Đức Giê-hô-va cưỡi trên đám mây nhanh chóng đến Ai Cập. Các tượng thần của Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài. Lòng người Ai Cập thất đảm kinh hồn. Ta sẽ khiến người Ai Cập chống lại người Ai Cập. Người ta sẽ gây chiến với anh em mình, người lân cận chống người lân cận, thành này chống thành kia, vương quốc này chống vương quốc nọ. Người Ai Cập sẽ mất hết tinh thần. Ta sẽ làm xáo trộn kế hoạch của chúng. Bây giờ chúng sẽ cầu hỏi các tượng thần, các thầy phù thủy, đồng cốt và thầy bói. Ta sẽ phó dân Ai Cập vào tay các bạo chúa. Một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Biển sẽ không còn nước, sông sẽ cạn và khô, kênh rạch sẽ trở nên hôi thối, sông suối của Ai Cập cạn dần và khô đi, lau sậy đều chết héo. Các đồng cỏ dọc bờ sông và cửa sông Nin cùng tất cả đồng ruộng đã gieo của nó đều khô héo, bị cuốn đi, không còn nữa. Những người đánh cá sẽ khóc than, mọi kẻ giăng câu ở sông Nin đều rên xiết, và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều ủ rũ. Những người dệt vải gai mịn và những người dệt vải trắng đều xấu hổ. Các thợ dệt của Ai Cập đều chán nản, tất cả người làm thuê đều buồn rầu. Các quan chức ở sâu Anh chỉ là ngu dại. Các cố vấn khôn ngoan của Pharaon đưa ra những ý kiến điên rồ. Sao các ngươi có thể nói với Pharaon: tôi là con của bậc hiền triết, là con cháu của các vua thời xưa? Vậy thì các bậc hiền triết của ngươi ở đâu? Họ hãy nói cho ngươi biết những gì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định để chống lại Ai Cập. Các quan chức ở Sô-an đã trở nên dại dột, các quan chức ở Nấp bị lừa dối. Những người làm viên đá gốc cho các bộ tộc của chúng đã làm cho Ai Cập lầm lạc. Đức Giê-hô-va đã trộn vào giữa chúng một linh nhầm lẫn. Nó làm cho Ai Cập lầm lạc trong mọi việc. Nhưng người sai vừa đi lảo đảo vừa nôn mửa, chẳng còn việc gì có thể làm cho Ai Cập nữa, dù là đầu hay đuôi, việc lớn hay việc nhỏ. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi khi thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên, giơ ra chống lại chúng. Bây giờ đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai Cập. Mỗi khi người ta nhắc đến Giu-đa trước mặt ai thì người ấy khiếp sợ, vì chương trình của Đức Giê-hô-va vạn quân dự định trừng phạt Ai Cập. Trong ngày đó, tại đất Ai Cập sẽ có 5 thành nói tiếng Canaan, và nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề, một trong các thành ấy được gọi là thành hủy diệt. Trong ngày đó sẽ có một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ngay giữa đất Ai Cập, và có một cột trụ cho Đức Giê-hô-va gần biên giới. Đó là dấu hiệu và bằng chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại đất Ai Cập. Khi họ kêu cầu Đức Giê-hô-va vì bị áp bức, thì Ngài sẽ sai một vị cứu tinh đến bảo vệ và giải cứu họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho Ai Cập biết Ngài, và trong ngày đó, người Ai Cập sẽ nhận biết Đức Giê-hô-va. Họ sẽ dâng sinh tế và tế lễ mà thờ phượng Ngài. Họ sẽ khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàng nguyện. Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập, Ngài đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ khẩn cầu và chữa lành cho họ. Trong ngày đó sẽ có con đường cái đi từ Ai Cập đến Assyri. Người Assyri sẽ đến Ai Cập, và người Ai Cập sẽ đến Assyri.
người Ai Cập và người Assyri sẽ cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Israel sẽ cùng với Ai Cập và Assyri thành bộ ba để làm nguồn phước giữa thế gian. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã ban phước cho họ, Ngài phán: phước cho Ai Cập là dân ta, Assyri là công trình của tay ta, Israel là cơ nghiệp của ta. Ê-sai đoạn 20. Vào năm mà vua Assyri và Sargon sai tổng tư lệnh đến Ashdod để tấn công và chiếm thành, thì chính lúc ấy có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai con trai Amos rằng: hãy đi, mở vải xô khỏi lưng con và cởi giày khỏi chân con. Ê-sai làm đúng như thế, ông cởi trần và đi chân đất. Đức Giê-hô-va lại phán: như đầy tớ ta là Ê-sai đã đi mình trần và chân đất trong 3 năm để làm dấu lạ và điềm báo về Ai Cập và Cút thế nào, thì cũng vậy, những người Ai Cập bị bắt và người Cút bị lưu đày, cả trẻ lẫn già, đều bị vua Assyri giải đi mình trần chân đất và hở mông để làm nhục Ai Cập thời ấy. Bây giờ, những ai xem Cút là niềm hy vọng và xem Ai Cập là niềm kiêu hãnh của mình sẽ khiếp sợ và hổ thẹn. Trong ngày đó, những cư dân miền duyên hải này sẽ nói rằng: kìa, dân tộc mà chúng ta xem là niềm hy vọng và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi vua Assyri, nay đã bị như thế, chúng ta làm sao trốn khỏi được?